Hello, xin chào tất cả các bạn. Khi cần mua các laptop dưới 20 triệu đồng của Acer thì các bạn thường nghĩ dòng nào? Acer Swift đúng không? Đúng vậy, ở đây mình đã có một phiên bản Acer Swift với mức giá chỉ khoảng 17 triệu đồng thôi. Vậy thì với 17 triệu đồng bỏ ra các bạn sẽ nhận được những gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đề cập đến phần thiết kế. Thì trong cái khoảng giá 17 triệu đồng ấy thì cũng có thể nói là rẻ nhưng không đến nỗi gọi là siêu rẻ. Thế nên cái thiết kế cũng là một điểm mạnh của mẫu laptop này, khi mà cả mặt A lẫn mặt C đều thiết kế làm từ kim loại. Tuy nhiên với mặt đáy ấy, chỉ làm từ nhựa thôi. Cái này là điều hoàn toàn chấp nhận được. Thứ nhất là để giảm giá thành, và cái thứ hai, cái mặt C này là mặt cần thiết để sử dụng kim loại để giúp cho cái phần khung máy tính được chắc chắn hơn. Rồi, khi tiện nhắc cái phần khung máy tính ấy thì mình sẽ nói đến phần bàn phím. Phần bàn phím, cảm giác gõ thì thực sự mình không ấn tượng lắm với cái dòng laptop kiểu giá rẻ từ Acer. Các dòng laptop gaming của Acer thì cho cảm giác gõ rất tốt, còn các dòng laptop kiểu Acer Swift này thì cho cảm giác gõ trung bình. Bù lại ấy, thì phím được khoảng cách đều rất đều này, đầy đủ các tính năng, và nó không bị cái hiện tượng là nhún bàn phím xuống khi các bạn quá mạnh, bởi vì cái khung máy được làm từ kim loại. Phần trackpad mình cảm thấy to và sử dụng tracking rất mượt mà. Các bạn hoàn toàn có thể dùng phần trackpad này thay cho cái phần chuột cũng được, không nhất thiết phải mua chuột ngoài. Đề cập tới cái phần màn hình, viền hai bên theo mình thấy là rất mỏng, còn phần trên và phần dưới không nỗi là quá dày. Nói chung là vẫn phù hợp trong 2020. Thì đây là một màn hình 14 inch Full HD sử dụng tấm nền là IPS. Trong cái tầm giá này ấy, có tấm nền IPS ấy, vẫn là một điểm đáng để trân trọng rồi, cho cảm giác sử dụng rất tốt, kiểu các góc nhìn đều thoải mái, ok. Thì dùng trong văn phòng hay là trong môi trường ánh sáng phức tạp, ví dụ như mình đây, mình đang ở trong một môi trường ánh sáng vô cùng phức tạp và mình vẫn nhìn rõ các chi tiết ở trên cái màn hình này, thế nên các bạn sử dụng trong văn phòng thì vô cùng thoải mái. Phần cấu hình thì sao? Cấu hình mình thấy đây cũng là một điểm mạnh của mẫu laptop này, khi được trang bị CPU Core i5-10210U 4x8 luồng, 8GB RAM. Tuy nhiên cái 8GB RAM này đã được chia đều cho hai khe rồi, tức là các bạn hoàn toàn không thể nâng cấp được, và cũng tối ưu nhất về cái phần trải nghiệm hiệu năng rồi. Các bạn mua mẫu laptop này về không nhất thiết phải lắp thêm RAM làm gì cả. Và SSD, bây giờ các mẫu laptop mà không có SSD có lẽ là cũng hơi buồn đấy. Thế nên Acer đã trang bị cho mẫu laptop này 512GB SSD. Cấu hình các bạn thấy quen thuộc đúng không? Mình không cần nói quá nhiều về phần cấu hình này nữa. Thì nó phù hợp với các nhu cầu như Word, Excel hay một số bạn làm Photoshop nhẹ nhàng hoàn toàn có thể được. Hoặc các bạn kiểu làm kỹ thuật vẽ AutoCAD trên cái phiên bản này, kể cả bạn tải phiên bản 2020 về thì sử dụng đều rất ok. Mình cũng là một người hay sử dụng cái phần mềm AutoCAD nên mình cảm thấy mẫu laptop này sử dụng hoàn toàn ổn. Đề cập tới cái phần cổng kết nối thì sao? Phần cổng kết nối đây cũng là một điểm đủ với các nhu cầu sử dụng thông thường. Các bạn sẽ có tổng cộng là 3 cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và jack audio combo có cái thẻ SD. Tuy nhiên, hai cổng USB Type-A 3.2 thì nó sẽ được hỗ trợ sạc qua thiết bị di động nữa. Các bạn đóng máy vào đúng không? Cắm sạc điện thoại hoàn toàn đều ok. Còn về phần thời lượng pin thì sao? Thời lượng pin trên mẫu laptop này mình thấy nó phù hợp với nửa ngày làm việc thôi. Nếu như bạn cần một ngày làm việc dài hoặc là mang ra ngoài kiểu làm việc với đối tác ấy, thì mình khuyên các bạn vẫn cần mang thêm một cục sạc nữa để đề phòng một trường hợp gọi là mẫu laptop bị hết pin. Và nếu như các bạn quan tâm tới các sản phẩm laptop đến từ Acer như này, các dòng Acer Swift hay bất kỳ một dòng laptop nào đến từ Acer, thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn nhớ click vào nhé. Hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên, mặc dù là hàng khan nhưng giá của Anphat là không đổi và hỗ trợ trả góp 0% kể cả sản phẩm này. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.